để tiếp nối chương trình, chúng ta hướng lên sân khấu để đón chào sự trở lại của anh Đạt Trần với một ca khúc. Vâng, có lẽ là em xem có một tí tâm trạng đúng không ạ? Đó là một sáng tác của nhạc sĩ anh Đố anh biết nhạc sĩ gì? Vâng, đó là của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên với ca khúc Riêng Một Góc Trời. Chúng ta xin trở lại, chào đón anh. Vâng, cảm ơn anh. Xin kính chào tất cả các anh chị em và các bạn. Vâng, cho được xin trình bày nhạc phẩm của Ngô Thụy Miên với tựa đề là Riêng Một Góc Trời. Tình yêu như nắng đưa em về bên dòng suối mơ, nhẹ vương theo gió mang cơ thể xa dần chốn xưa. Tình như lá mây trôi, hắn yêu tình tôi. Người vui bên ấy xót xa nơi này thương dài. Vòng tay tiếc nuối bước chân âm thầm nghe giọt. Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối. Em đã xa rồi, tôi vẫn chơi vơi giữa một góc trời. Người yêu dấu hỡi khi mùa xuân vội quá trốn nơi đây, nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt ly cay, nay còn đâu? Tìm đâu thấy nữa khi mùa đông về theo cánh chim bay, là chiếc cánh là hạnh phúc xa rời. Người ơi, một mai em nghe có người thu về trên hàng lá khô, ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về. À, còn nắng ấm thấy lòng sợ buốt giá, gọi tên em mãi trong cơn mê này mình nhớ thương nhau. Người yêu dấu hỡi khi mùa xuân vội qua trốn nơi đây, nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt vì cay, nay còn đâu? Tìm đâu thấy nữa khi mùa đông về theo cánh chim bay, là chia cách đôi nơi,
là hạnh phúc xa rời. Người ơi, một mai em nhớ có nghe thu về trên hàng lá khô, ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa. Hạ con nắng ơi, dầu buốt giá gọi tên em mãi trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau. Xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn. Vâng, cảm ơn anh Đạt Trần.